Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin loại Lương Cường để lên chức Bộ trưởng, Phan Văn Giang gặp ngay tình thế khó. Thực ra, giữa cuộc chiến giữa Phan Văn Giang và Lương Cường đã ngã ngũ vào hồi tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, người ta vẫn phải đợi đến kết thúc phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới xem cuộc chiến đã kết thúc một cách trọn vẹn. Từ giữa năm 2019, ông Lương Cường cùng với ông Tô Lâm được ông Nguyễn Phú Trọng phong hàm đại tướng lên một lượt. Lúc đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn trước ông Lương Cường cho chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, trò chơi chính trị luôn là trò chơi rất khó lường. Ông Nguyễn Phú Trọng ngày một già yếu, trong khi đó tướng Lương Cường lại là một tướng làm công tác chính ủy, không phải là một tướng võ chỉ huy lực lượng vũ trang như ông Phan Văn Giang. Chính vì thế mà Nguyễn Phú Trọng đã chọn Phan Văn Giang thay vì Lương Cường. Và từ đó, Phan Văn Giang trở thành cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Lương Cường, một bại tướng của ông Phan Văn Giang. Trong chính trường, Phan Văn Giang là đối thủ chính trị của Lương Cường. Phan Văn Giang được xem như là một người xuất phát sau nhưng lại về đích sớm. Phan Văn Giang chỉ nổi lên vào những tháng cận đại hội lần thứ 13, rồi vào Bộ Chính trị cùng một lượt với ông Lương Cường. Tuy nhiên, về cấp bậc thì Phan Văn Giang chỉ mới là thượng tướng, còn ông Lương Cường đã là đại tướng. Dù cấp bậc quân hàm thấp hơn, thì ông Phan Văn Giang vẫn giành được chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầy quyền lực. Vào ngày 12 tháng 7, ông Phan Văn Giang được ông Nguyễn Xuân Phúc thăng quân hàm đại tướng. Có thể nói đây là bổng lộc đầu tiên mà Nguyễn Phú Trọng muốn trao cho người mà ông muốn cùng sát cánh trong 5 năm nhiệm kỳ thứ 3 trong Quân ủy Trung ương. Như thế là cấp bậc quân hàm thì ông Phan Văn Giang bằng ông Lương Cường, còn chức vụ trong nhà nước thì lại cao hơn. Trong Bộ Quốc phòng, ông Lương Cường bây giờ là thuộc cấp của ông Phan Văn Giang. Trước đây là đối thủ của nhau, còn giờ đây đã trở thành thủ trưởng và thuộc hạ. Phải nói đây là một thất bại mà ông Lương Cường khó có thể nuốt trôi. Thời của ông Phan Văn Giang đang lên như gió. Mới vừa nắm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được 4 tháng, ông Phan Văn Giang đã tiếp một nhân vật lớn nhất thế giới về lĩnh vực quốc phòng. Đó chính là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Austin đến thăm Việt Nam. Hôm 28 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 2 ngày. Ông là quan chức cấp cao của chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden thăm chính thức Việt Nam. Và đây là chuyến đi mang ý đồ mở cửa của Mỹ. Mỹ rất muốn Việt Nam xích lại gần với họ hơn là thân thiện với Trung Quốc. Và nhiệm vụ của ông Phan Văn Giang là làm sao tạo điểm mới cho mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Trả lời báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại tá Thomas, tùy viên quốc phòng thuộc Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam chia sẻ về mục tiêu, ý nghĩa chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Austin tới quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ, cũng như chính sách của Washington trong khu vực này. Và chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Austin mang rất nhiều ý nghĩa. Trong chuyến thăm này, ông Austin chắc chắn mang thông điệp của Tổng thống Mỹ Biden về đường lối ngoại giao của ông Tổng thống này với Việt Nam. Vấn đề là ông Biden bắn tin muốn hợp tác quân sự hai nước để đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc, mặc cho Tập Cận Bình tức tối. Ông Austin cũng muốn chứng minh cam kết của Mỹ với khu vực này cũng như tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam lại là một nước cùng ý thức hệ cộng sản với Trung Quốc, nên Mỹ có muốn tiến lại gần hơn với Việt Nam cũng gặp rất nhiều cản trở. Tuy vậy, cuộc gặp mặt giữa ông Austin và ông Phan Văn Giang cũng hứa hẹn nhiều cơ hội cho ông Phan Văn Giang nếu ông Giang biết tận dụng và nắm lấy thời cơ này. Ông Lương Cường bây giờ chỉ còn biết nhìn ông Phan Văn Giang chộp lấy cơ hội chính trị này và tạo điều kiện cho bản thân tiến xa hơn nữa trên con đường chính trị của mình. Và câu hỏi đặt ra là liệu ông Phan Văn Giang có kiếm chắc được gì với mối quan hệ này hay không? Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang dùng chính sách 4-0 để tự cô lập mình. Về chính trị thì Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và ông Phan Văn Giang nói riêng không bao giờ dám ngả về Mỹ. Vì bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là ích kỷ, không bao giờ chịu chấp nhận đa đảng để tạo cơ hội cho đất nước phát triển. Hơn nữa, Đảng Cộng sản vốn rất hèn nhát trước Đảng Cộng sản đàn anh ở phương Bắc, nhưng không bao giờ
Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận Nga và Mỹ theo đường lối chính trị, dân chủ và đa nguyên. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang tự cô lập nhà nước Việt Nam bằng chính sách 4-0, tức là Việt Nam không chủ trương tham gia vào liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Các chuyên gia đánh giá rằng chính sách 4-0 là chính sách chứng tỏ lòng trung thành với đàn anh phương Bắc. Dù có ăn gan hùm thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng khó mà tự ý đến chơi với Mỹ trên bàn cờ chính trị khu vực. Và vậy câu hỏi đặt ra là với chính sách 4-0 như vậy, thì ông Phan Văn Giang có được lợi ích gì từ mối quan hệ này hay không? Câu trả lời đó là Phan Văn Giang có thể kiếm trác qua hợp đồng mua bán vũ khí béo bở. Hình ảnh ông Phan Văn Giang tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Austin. Vào năm 2015, trước khi rời Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Và sau đó Việt Nam đặt mua thêm nhiều vũ khí mới của Mỹ, nhưng do đặt điều kiện được lại quả 25% trên hợp đồng mua vũ khí nên phía Mỹ đã không đồng ý. Không biết với chuyến thăm này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, việc mua bán vũ khí có được nối lại hay không? Nếu Mỹ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam thì có thể nói sức mạnh quân sự của Việt Nam cũng sẽ mạnh đáng kể hơn, và lúc đó tiếng nói của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng sẽ có giá trị hơn một chút. Thực sự, chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Austin phản ánh việc Mỹ muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Với vai trò chiến lược của Việt Nam, Mỹ rất muốn tiến gần hơn với Việt Nam, nhưng mà xem ra Đảng Cộng sản Việt Nam không dám. Cơ hội trong tay, nhưng liệu tướng Phan Văn Giang có dám vượt rào hay không? Vài năm nay, các quan chức cấp cao của Mỹ đã thường xuyên tới thăm Việt Nam, trong đó có thể kể tới Ngoại trưởng Mike Pompeo vào năm 2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mark Esper vào năm 2019 và Bộ trưởng Quốc phòng Mattis vào năm 2018. Chính vì vậy, chuyến thăm lần này Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Austin không khác biệt với xu hướng trên. Việt Nam quan trọng đối với Mỹ và Mỹ muốn đến thăm. Theo giới thạo tin đánh giá là chuyến thăm này vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với ông Phan Văn Giang. Các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trước đây đều khá hèn nhát, không dám làm gì ngoài khuôn khổ đã định. Đã có rất nhiều chuyến viếng thăm của các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đến Việt Nam, và có lẽ đối với ông Phan Văn Giang thì chỉ có thể đặt vấn đề mua bán vũ khí với Mỹ, và dựa vào đó các quan chức của quân đội có thể kiếm trác chút đỉnh. Đây là hình ảnh Mỹ đã bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Liệu ông Phan Văn Giang có đàm phán giúp Việt Nam mua được gì hay không? Ngân sách quốc phòng của Việt Nam hàng năm cũng khá cao. Vào năm 2021 đến trên 7 tỷ đô la, năm nào quân đội Việt Nam cũng chi một khoản tiền khổng lồ để hiện đại vũ khí. Trên thực tế, ông Austin chủ yếu là bàn với Phan Văn Giang, chứ vì ông Phan Văn Giang là đồng cấp, còn cấp bậc Chủ tịch Quân ủy Trung ương của ông Nguyễn Phú Trọng thì đối với ông Austin không có ý nghĩa gì. Còn nếu ngả về Mỹ thì cũng có cơ hội làm nên lịch sử, mà nếu không thành công thì rất dễ bị Đảng Cộng sản xử nội bộ. Những năm gần đây, cá nhân thân Mỹ gần như không có kết cục tốt đẹp gì. Trước đây, ông Đinh Thế Huynh đi Mỹ về cũng bị giã từ chính trường một cách bí ẩn. Và ông cựu bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng như vậy. Cũng sang Mỹ rồi về, sự nghiệp cũng tiêu tàn. Với những tấm gương đó, có lẽ ông Phan Văn Giang không dám xé rào để đi riêng con đường mới cho Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ ba ngày 3 tháng 8 năm 2021 với bản tin Loại Lương Cường để lên chức Bộ trưởng, Phan Văn Giang gặp ngay tình thế khó. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. We'll be right back.